Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng đánh chuột, chuột cống lì lợm, chuột nhắt tự trèo. Ông Nguyễn Phú Trọng có câu nổi tiếng rằng đánh chuột đừng để vỡ bình. Có người nói vui rằng chuột cống phe ông Tổng vốn được ưu ái nên đã nấp trong bình quý. Làm sao ông Tẩm dám đập bình để giết chuột cho được? Chuột thì lại có hai loại, chuột nhắt và chuột cống. Chuột nhắt thấy mèo thì lao ra chạy bán sống bán chết. Còn chuột cống có khi nó còn to hơn con mèo nên chúng chẳng sợ gì. Việc đánh chuột của ông Trọng cho đến nay là đánh tất, đánh cả chuột nhắt lẫn chuột cống. Ông Trọng đang tìm cách đánh chuột nhưng tránh vỡ bình. Thói quen của ông Trọng là muốn đánh chuột cống thì phải triệt chuột nhắt trước. Vụ Việt Á bắt đầu từ các CDC ở các tỉnh thành trong cả nước và từ đó mới bùng nổ về Trung ương. Cho đến nay, nhiều vụ án cũng theo khuôn mẫu y hệt như thế. Và khi đánh chuột, không ít chuột nhất đã phải tự vẫn. Thực ra mà nói, khi vụ việc vỡ lở, thường thì các sếp hay đổ lỗi cho cấp dưới để mà chạy tội cho nhanh. Thời ông Đinh La Thăng làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông thường ủy quyền cho cấp phó ký những dự án mà ông thấy có mùi. Vì được cấp dưới, Tất Thành Cang thay mặt thành ủy đã ký và đã dính phải đi tù. Đinh La Thăng không bị truy cứu những vụ án liên quan đến Tất Thành Cang vì ông ta đã né trước, nhưng ông Thăng cũng không thoát khỏi những vụ án khác. Tầm như Tất Thành Cang, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, vân vân là chuột cống chứ không phải là chuột nhắt. Những người này làm chính trị lâu năm, leo lên cao nhưng không dại gì mà tự vẫn được. Cùng lắm khi bị bắt vào tù, ở hết án tù là ra. Những người này tiền rất nhiều, còn nhiều cơ hội để mà tiếp tục hưởng thụ, không việc gì phải tự vẫn cả. Tuy nhiên cũng có những cái chết của chuột cống trong tù, đấy là đám mây mù phủ lên các vụ án lớn. Như vụ ông Trần Bắc Hà, người nắm tài chính của phe Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ tử vong khi đang bị tạm giam. Người ta nghi ngờ ông này bị ra tay sát hại hơn là tự vẫn, hoặc bị chết do bệnh. Trò chơi chính trị là như thế, cái chết của ông Phạm Quý Ngọ cũng khá giống với ông Trần Bắc Hà. Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Trung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long là những con chuột lớn, hầu hết đều phải chấp nhận ở trong tù. Chẳng thấy quan chức cấp cao nào tự vẫn cả. Ngược lại, quan chức ở cấp cơ sở tự vẫn nhiều hơn. Kết quả đánh chuột của ông Nguyễn Phú Trọng là đây. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, báo chí trong nước đưa tin ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ bị chết tại bệnh viện do đột quỵ. Tuy nhiên, trong kết luận của bác sĩ thì không nhắc gì đến đột quỵ cả, mà họ chỉ kết luận ông Minh đã chết. Trạng thái ngừng tim, ngừng thở. Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ còn cho biết công an đang điều tra cái chết của ông Minh. Nếu chính xác là bệnh viện kết luận chết vì đột quỵ thì công an sẽ không điều tra. Cái chết của ông Trần Văn Minh được cộng đồng đồn rằng ông này đã treo cổ tự tử. Vào ngày 14 tháng 3, tờ báo VTC cho biết ông Phan Văn A, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Anh Hà Tĩnh được phát hiện ở tử vong trong tư thế treo cổ. Không biết vì lý do gì nhưng treo cổ tự kết liễu cuộc sống của mình là cách làm của người yếu đuối, không dám đối đầu với thực tế. Trong một rừng chuột mà Nguyễn Phú Trọng muốn đập, những kẻ tầng cao thường là tội nặng hơn rất nhiều. Nhưng họ biết cách để mà chạy tội. Họ có đủ ma mãnh, đủ quyền lực, đủ trách nhiệm cho cấp dưới. Hầu hết các quan chức cấp cao bị bắt là không oan. Tuy nhiên, chuyện quan chức cấp cơ sở bị cấp trên đổ oan là không hề ít. Gặp trường hợp yếu tâm lý thì rất có thể họ sẽ làm điều dại dột như thế. Quan chức cấp cơ sở thì nhào tự vẫn. Tham quyền, tham tiền cộng thêm một bộ máy đầy lỗ hổng đã tạo điều kiện cho các quan chức làm sai để mà làm giàu. Ai cũng như thế, khi ông Nguyễn Phú Trọng vung roi thì tất cả nháo nhào chạy trốn. Kẻ nào trốn không kịp thì bị bắt lại. Có kẻ chịu không nổi áp lực thì tự vẫn treo cổ. Âu cũng là cái kết quả mà quan chức đang phải lãnh đủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Ông Tổng đánh chuột, chuột cống lì lợm, chuột nhắt tự trèo.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bất trị với căn bệnh ăn bẩn, Bộ Ngoại giao đang vùi dập số phận của Bùi Thanh Sơn xuống hố. Câu chuyện về các đại sứ quán người Việt Nam ở nước ngoài và kiều bào để kiếm tiền là câu chuyện đã được phản ánh rất nhiều năm qua. Các nhân viên của Tòa đại sứ quán Việt Nam có thể buôn lậu ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi, quan chức sứ quán Việt Nam tại Chile, phơi vầy cá mập trên mái nhà, v.v. Nói chung, kiều bào Việt Nam không xa lạ gì với bộ mặt nhem nhuốc của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đỉnh điểm là vụ chuyến bay giải cứu các đại sứ kiêm luôn vai trò lùa gà để hãng bay ra sức chặt chém người Việt Nam ở nước ngoài khi họ đang mắc kẹt tại đất khách. Có thể nói, đấy là hành động vô nhân tính của chính Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tiếng xấu họ gây ra vang ra khắp nơi, khiến cho Nguyễn Phú Trọng không thể không ra tay dọn dẹp. Tuy nhiên, dọn nhưng có sạch hay không lại là một câu chuyện khác. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối lạm thu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan. Căn bệnh hành dân trục lợi trên nỗi khổ của dân là căn bệnh mãn tính. Đó là đảng viên Đảng Cộng sản không ai không tính đến chuyện kiếm trác để làm giàu. Câu chuyện về tham ô hạch sách dân để nặn cho ra tiền, nó không chỉ ở ngành ngoại giao mà nó trổ ra ở tất cả các ngành nghề khác nhau trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn làm sạch đảng bằng chiến dịch đốt lò, nhưng cho đến nay dù ông đốt được nhiều nhưng đảng vẫn bẩn, bẩn khắp nơi, bẩn mọi ngành. Những gì thuộc về bản năng thì không thể trị được. Vụ chuyến bay giải cứu đã truy tố rất nhiều người, trong này có đến các ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng bị phế truất. Nhưng xem ra toàn ngành ngoại giao vẫn chờ không biết sợ. Cảnh đại sứ quán ở Việt Nam các nơi người dân đã bị cán bộ sứ quán trục lợi diễn ra như chưa hề có biến cố gì. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng dính đến vụ chuyến bay giải cứu và ông này cũng đã bị kỷ luật về mặt đảng. Bị kỷ luật về mặt đảng được xem là án treo. Nếu để Bộ Ngoại giao xảy ra tiêu cực tiếp thì rất có thể án kỷ luật này sẽ trở nên nặng hơn. Tuy nhiên mới đây, bà con người Việt Nam ở Ba Lan đã biểu tình vì Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan hạch sách và làm tiền, cho thấy bệnh nan y của Bộ Ngoại giao đang trở nên bất trị. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh mất ghế do vụ chuyến bay giải cứu là lời cảnh báo cho ông Bùi Thanh Sơn. Câu hỏi đặt ra hiện nay là tại sao ông Bùi Thanh Sơn để chuyện này xảy ra? Chẳng lẽ ông Sơn không biết hiện tượng này có thể chôn vùi sự nghiệp chính trị của ông xuống hố hay sao? Một người làm chính trị trèo đến cấp bộ trưởng thì không thể không nhìn thấy điều này. Tuy nhiên rất có thể, ông Bùi Thanh Sơn đang bất lực, chứ không phải ông muốn điều này xảy ra. Con người trong ngành ngoại giao được đảng đào tạo, họ được học tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và họ được đảng bố trí công việc. Ông Bùi Thanh Sơn chỉ là người quản lý họ, chứ không đào tạo họ. Cho nên, dù ông Sơn có bảo họ phải có đạo đức thì họ cũng không thể, vì họ đã nhiễm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mất rồi. Tấm gương đã thực hiện chính sách cải cách ruộng đất và làm chết tới 17 vạn người Việt Nam vô tội, nhưng chẳng chịu chút trách nhiệm nào. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Bùi Thanh Sơn đang nằm trong tay các đại sứ quán. Đốt lò làm trong sạch của đảng chỉ là để lừa mị người dân cả tin. Những ai am hiểu về tình hình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đều biết như vậy. Đây là công cụ để triệt tiêu lẫn nhau. Ông Bùi Thanh Sơn là người gần gũi với ông Phạm Bình Minh. Chiếc ghế mà ông Sơn ngồi hôm nay có phần không nhỏ do lời giới thiệu của ông Phạm Bình Minh mà có. Một khi ông Phạm Bình Minh đã bị quật cho ngã ngựa, thì sự nghiệp chính trị của ông Bùi Thanh Sơn cũng khó mà yên. Đã qua nhiều đời bộ trưởng, từ thời ông Phạm Bình Minh làm bộ trưởng thì vấn đề buôn lậu hạch hoẹ người dân đã luôn xảy ra. Dù ông nào lên làm bộ trưởng thì cũng không thể trị nổi căn bệnh đó. Nó thuộc về bản chất của chế độ. Ông Bùi Thanh Sơn hiện nay cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Người nhóm lửa chưa hẳn thì là ông Nguyễn Phú Trọng mà có thể là các đại sứ ở các nơi.
ông lãnh sự quán tại Ba Lan bị cho thôi chức, nhưng còn nhiều đại sứ khác, lãnh sự khác, nếu người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới biểu tình, thì ghế của ông Bùi Thanh Sơn khó mà trụ cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Bất trị với căn bệnh ăn bẩn, Bộ Ngoại giao đang vùi số phận Bùi Thanh Sơn xuống hố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.